Niệm Phật cho con. Quý vị niệm Phật liên tiếp trong mấy ngày này. Tuy hơi mệt một chút, nhưng có ai cảm thấy càng tụng niệm càng hạnh phúc không? Có ạ, khi tập trung tụng niệm không nhất định là vui sướng, nhưng cảm thấy rất dễ chịu, thông suốt. Hoặc cảm thấy những vướng mắc trong lòng bỗng nhiên biến mất. Cảm giác này chính là giải thoát, thậm chí được gọi là khai ngộ. Có ai có cảm giác đó không? Có ạ, tốt quá, đã có người khai ngộ rồi. Lát nữa vui lòng cho tôi xin chữ ký nhé. Vì có những người sau khi khai ngộ, ý thức của họ giống như tên lửa vậy, bay vèo một cái là mất tích. Muốn tìm xin chữ ký cũng rất khó. Vì vậy, chúng ta để lại chữ ký cho nhau trước khi khai ngộ nhé. Giác ngộ được quyết định bởi một ý niệm của chúng ta. Nói chính xác là một nguyện vọng, và là quá trình biến nguyện vọng đó thành hiện thực. Nguyện vọng này gọi là luyện hư hoàn thực. Đây là thuật ngữ của tu hành. Chẳng hạn như, từ nhỏ Tổng thống Obama đã có chí hướng muốn mình trở thành nhà lãnh đạo. Trước tiên anh ấy cần có một ý niệm trong quá trình học tập và trưởng thành. Anh ấy đã mở rộng tầm nhìn ra thế giới và hiểu sâu hơn về tiềm năng của mình. Anh ấy tiếp thu tích lũy kiến thức và năng lượng cho bản thân. Sau đó anh ấy đã được bầu làm Tổng thống. Nếu anh ấy không có ý định làm Tổng thống thì sẽ không có cơ hội được làm Tổng thống. Nếu sau 50 tuổi anh ấy mới lập ra nguyện vọng này thì sẽ không kịp. Tối thiểu chí hướng này cần được lập ra ở độ tuổi 30, nếu không sẽ muộn. Anh ấy đã làm rất nhiều việc để biến mục tiêu của mình thành hiện thực. Và cuối cùng nó đã thành hiện thực. Cần có thời gian để biến một điều ước thành hiện thực. Phải chuẩn bị rất nhiều trước khi có kết quả cuối cùng. Vì vậy, mục tiêu cộng với hành động sẽ có kết quả thành công. Vận mệnh của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến vận mệnh của con cái. Đối với vận mệnh của chúng ta đang tu trong hiện tại là thời điểm trước khi tiến tới tương lai. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu muốn có vận mệnh tốt, khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc trong hiện tại, thì chúng ta cần phải tu cho tương lai của hiện tại. Mong rằng quý vị hiểu đạo lý này. Chúng ta tu trong hiện tại chính là đang tu cho tương lai của mình. Thời gian của hiện tại giống như kim đồng hồ, nó đang di chuyển về phía trước và không dừng lại. Chúng ta không thể khống chế thời gian của hiện tại. Vì vậy cần phải tu cho tốt trong hiện tại, tu để tích lũy thiện nghiệp cho ngày mai, cho năm sau và cho vô số năm của tương lai. Đây là điều thứ nhất. Theo Phật giáo và quy luật của luân hồi, thì việc tu tập của hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Đến một ngày nào đó, cơ thể của quý vị sẽ chết đi. Khi nào sẽ chết quý vị không thể biết được. Bất luận là hôm nay quý vị còn trẻ hay đã già nua, quý vị không thể biết ngày nào mình sẽ ra đi, sẽ rời xa thế giới của loài người. Sau khi rời xa thế giới loài người, sẽ có ba nơi để quý vị đến. Tệ nhất là bị đày xuống địa ngục. Nơi này dành cho những người có tội nghiệp xấu. Nơi thứ hai, đó là được các vị phán quan của cõi trời và cõi đất phán quyết cho người đó được lập tức đầu thai làm người. Hoặc làm các dạng sống khác trên trái đất. Nơi thứ ba là nơi không được chuyển kiếp ngay lập tức.
Trước đây tôi có xem một bộ phim liên quan. Trong phim có một nhân vật vô cùng lương thiện. Anh ấy đã làm rất nhiều việc tốt trên cõi trần. Sau khi chết có một luồng hào quang màu trắng bao phủ toàn thân anh ấy, linh hồn của anh ấy được lên thiên đường. Nếu một người sắp chết mà nhìn thấy ánh hào quang cát tường đẹp đẽ như vậy, người đó sẽ được lên trên trời. Vậy thì thiên đường được chia thành bao nhiêu nơi? Điều này chúng ta cần tìm hiểu thêm. Theo Phật giáo thì đó là thế giới cực lạc. Còn theo tôn giáo của phương Tây thì gọi là thiên đường. Có thể những nơi đó cùng là một nơi. Chỉ có điều mỗi một loại tôn giáo thể hiện bằng những danh từ khác nhau. Đó là nơi không có lo lắng ưu phiền, sinh mệnh được tồn tại vĩnh hằng. Trong Phật giáo, con người tu đến cảnh giới cao nhất sẽ được thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là gì? Đó là giải ngân hà. Con người được thoát khỏi ràng buộc của giải ngân hà. Nếu con người và những sinh mệnh mang nghiệp xấu sẽ phải luân hồi trong sáu cõi luân hồi của giải ngân hà này. Nếu nghiệp xấu của quý vị mất đi hoặc nghiệp xấu rất ít, linh hồn của quý vị sẽ được thoát khỏi sáu cõi luân hồi này. Sáu cõi luân hồi này được tính từ thiên thể cho đến địa cầu nơi con người sinh sống, là không gian của trái đất và giải ngân hà. Vì vậy, nếu chúng ta không ở trong giải ngân hà và trong khoảng không gian của trái đất, sinh mệnh của chúng ta sẽ được tồn tại vĩnh hằng. Sau này tôi sẽ nói chi tiết hơn về tính chân thực của nó. Nó có thật và rất dễ hiểu. Chẳng hạn như ở trái đất một ngày có 24 giờ. Ví dụ trái đất cách mặt trời 100 km. Nếu di chuyển trái đất đến một nơi cách xa mặt trời 10.000 km, lúc đó, mặt trời quay mỗi một vòng chính là một ngày của hệ mặt trời. Tuổi thọ của con người sẽ kéo dài thành vài triệu năm. Thời gian và không gian ở đó khác hoàn toàn so với trái đất của chúng ta. Sự sống ở nơi đó rất lâu dài. Vì vậy, các nhà khoa học của rất nhiều quốc gia đã mang những hạt giống dễ trồng như hạt giống của hành, cà pháo, lúa mạch thóc. Sau khi mang những hạt giống đó bằng tàu vũ trụ đến hành tinh đó, họ sẽ gieo trồng và nhân giống. Quý vị có biết điều gì đã xảy ra không? Sản lượng thu hoạch sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều, cùng là các loại hạt giống như nhau. Nhưng khi mang lên trên đó, rau củ quả sẽ to hơn. Phương pháp thử nghiệm rất đơn giản, chỉ cần mang các hạt giống lên đó, qua mấy ngày, những hạt giống đó sẽ to hơn. Quý vị đã bao giờ thấy mình cao hơn sau khi đi máy bay chưa? Chưa thấy như vậy, hay là quý vị đã quên rồi? Quý vị có phát hiện thấy chân của mình dài hơn không? Có không? Đặc biệt là phụ nữ, sau khi đi máy bay chân sẽ dài ra. Còn tôi thì thấy lưỡi trở nên to hơn. Vì mỗi lần qua hải quan là tôi đơ lưỡi ra không nói được gì. Mỗi chuyến bay tôi đều thấy rất rõ. Vì vậy, vị trí và không gian trong vũ trụ là điều vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao cuộc sống ở thiên đường là vĩnh hằng rồi. Đó là sự thật. Làm thế nào mới có thể thoát khỏi giải ngân hà? Theo góc độ của Phật giáo thì người không có nghiệp xấu sẽ thoát khỏi đó. Chúng ta mong muốn tương lai của mình tốt đẹp hơn. Tương lai chính là sinh mệnh trong tương lai của chúng ta được tốt hơn, được khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc, thậm chí là giàu có. Nếu có sức khỏe, có hạnh phúc, nhưng không có tiền tiêu thì liệu có hạnh phúc không? Có ai là người không có tiền mà vẫn khỏe mạnh không? Có ai như vậy không? Quý vị có thể thử trong một tháng xem sao. Bình thường một tháng cần tiêu 1.000 đô la, nhưng bây giờ một tháng chỉ tiêu 100 đô la xem cảm giác đó sẽ như thế nào nhé. Quý vị thử xem có thể khỏe mạnh như trước không nhé. Nghèo đói mang lại cho con người rất nhiều bệnh tật.
Tuy nhiên, vẫn có những người nói một cách rất mù quáng. Tôi đã xem một bộ phim, có một nhân vật trong phim nói rằng người dân Tây Tạng rất nghèo, nhưng hàng ngày họ đều rất vui sướng. Tôi không nghĩ đó là sự thật. Trong phim chỉ chiếu cảnh mọi người vui sướng khi ca hát. Nhưng sau đó thì sao? Không có gì ăn, chẳng phải sẽ đi cướp lấy thứ mà ăn sao? Nhưng ở khu vực nghèo thì muốn cướp cũng không có gì để cướp vì mọi người đều không có lương thực. Tôi không tin là người ta có thể hát mãi trong khi đói bụng. Tôi đang nói về những điều rất thực tế. Hy vọng quý vị hãy đối diện với thực tế, không nên học những đạo lý và những giáo hóa vừa giả tạo vừa hư ảo như tuy chúng ta nghèo, nhưng tâm hồn chúng ta giàu có. Khi đói bụng, ruột sôi thì những câu nói này chỉ là sáo rỗng mà thôi. Ngay cả khi họ nói mình không đói, nhưng vẫn thấy đói. Thực tế vẫn luôn là thực tế. Còn một việc khác giúp cho tương lai của chúng ta tốt hơn. Nhưng mọi người chưa nghĩ tới. Đó là những thế hệ tiếp theo của quý vị. Sinh mệnh này là kết tinh của tình yêu của các cặp vợ chồng. Đây là các thế hệ tiếp nối chúng ta. Người con này được sinh ra từ tình yêu của hai vợ chồng và là sự kế tiếp của cuộc đời quý vị. Xin hãy nhớ điều này. Còn cái chính là tương lai của quý vị. Do đó, muốn tương lai của mình được tốt hơn, bao gồm cả những thế hệ sau được tốt hơn, quý vị nên học mật pháp do tôi truyền dạy. Trong quá trình tôi tu tập, tôi đã tìm thấy một pháp bảo và không muốn nói cho ai biết. Lúc đó, các bạn đồng tu và những vị tu hành giả lớn tuổi hỏi tôi phương pháp đó là gì? Tại sao họ không thể tu đến ngưỡng cửa đó? Dù biết đáp án nhưng tôi không nói cho họ biết vì khó khăn lắm tôi mới có được nó. Giống như tôi có một chiếc chìa khóa vàng mà mật mã thì chỉ có tôi mới biết. Khi cần tiền, tôi chỉ cần mở khóa ra là có thể lấy. Vì vậy, tôi không thể cho ai biết mật mã của chiếc chìa khóa này. Bởi vì khó khăn lắm tôi mới có được phương pháp đó. Ngày nay, quý vị chỉ cần đăng ký tham gia các khóa tu là được nghe. Sau khi nghe tôi truyền giáo, quý vị sẽ thấy đây chính là mật pháp để thay đổi vận mệnh của mình. Kho báu này quý giá quá phải không? Ai bảo quý vị đã gặp một kẻ ngốc như tôi? Vậy thì tôi sẽ nói cho quý vị biết về mật pháp này. Không phải vì tôi từ bi, mà là tôi lỡ buột miệng nói ra rồi. Quan trọng nhất là vì tôi thấy chúng ta có duyên với nhau. Khi nhìn quý vị, tôi có cảm giác rất quen thuộc và thấy mình là người mắc nợ quý vị. Vâng, tôi đã nợ quý vị. Vì vậy, tôi dùng mật pháp này để trả nợ quý vị. Sau này, các vị chủ nợ của tôi, đừng đòi nợ nữa nhé. Tôi tin rằng mật pháp này sẽ thay đổi mọi thứ của chúng ta. Nếu theo trí tuệ và môi trường sống của tôi thuở nhỏ, thì sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Tôi tin là giỏi nhất tôi chỉ có thể kế nghiệp xây dựng của cha mình. Đó là công việc tốt nhất mà tôi có thể làm. Vâng, vận mệnh ban đầu của tôi là như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã giúp được rất nhiều người trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, và cũng giúp bản thân trở nên có nhiều năng lượng và lớn mạnh hơn. Đây là kết quả của quá trình học tập và thực hành mật pháp này của tôi. Phương pháp để tương lai của quý vị trở nên tốt đẹp hơn, và để cho con cháu của quý vị được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn là gì? Đó là hãy niệm Phật cho con. Nhiều người nói với tôi rằng, thưa sư phụ, con đã làm rất nhiều điều cho thế hệ sau như
tích lũy rất nhiều tiền, đầu tư, mua rất nhiều nhà đất, kiếm rất nhiều tiền để cho các con được học tập ở các trường học tốt, tìm cho chúng một môi trường văn minh yên tĩnh để sinh sống làm việc rồi kết hôn. Thật đáng thương cho tấm lòng của những người làm cha làm mẹ. Họ vô cùng từ bi và rất tuyệt vời. Cha mẹ làm như vậy là đúng, nhưng chưa chắc các con sẽ nghĩ như vậy. Khi cha mẹ sống trong cảnh nghèo khó, có con rồi lại càng thêm áp lực. Họ phải dốc hết sức kiếm tiền để con không phải chịu khổ, cố gắng cho con được ăn ngon mặc đẹp, được học hành đến nơi đến chốn. Họ tìm thầy cô tốt nhất để con được giáo dục trong điều kiện tốt nhất, để tương lai các con không thua kém bạn bè. Tuy nhiên, các con sẽ nghĩ thế nào? Đại đa số các con không hiểu tấm lòng của cha mẹ vì chúng sinh ra và lớn lên trong giàu có. Vì vậy, áp lực của chúng là không biết phải tiêu tiền như thế nào. Hàng ngày chúng phải tìm cách tiêu tiền. Nếu không tiêu hết thì đi đánh bạc. Có những bạn trẻ chê xe hơi mà cha mẹ mua cho là rẻ tiền, là quê mùa, làm cho chúng không tìm được bạn gái. Sau đó cha mẹ đành phải mua cho con loại xe đắt tiền hơn, nhưng vẫn bị chê là không hợp thời trang. Không bao lâu sau, chiếc xe mấy trăm ngàn này lại lỗi thời. Cha mẹ hỏi con, vậy thì con muốn loại xe nào? Người con nói, xe thể thao màu đỏ mới hợp thời trang. Cha mẹ lại phải mua xe thể thao màu đỏ cho con. Vài ngày sau, đứa con lại phàn nàn, xe màu đỏ đã lỗi thời rồi, sang năm thịnh hành xe màu vàng. Nhưng người con không muốn sơn lại xe mà đòi mua xe mới màu vàng, cha mẹ lại mua cho con một chiếc xe mới. Những hành vi này của con là vì một nguyên nhân duy nhất, đó là áp lực. Áp lực của chúng là tại sao đã tiêu tiền rồi mà vẫn còn quá nhiều tiền. Từ áp lực có nhiều tiền trở thành động lực phải tiêu thật nhiều tiền, bắt chúng phải tìm mọi cách để tiêu hết tiền. Do đó, thế hệ thứ nhất là thế hệ lập nghiệp và xây dựng cơ đồ. Thế hệ thứ hai sẽ tiêu tiền đến phá sản. Hãy ghi nhớ quy luật này. Vậy thì, phải làm thế nào mới tốt đây? Tôi nghĩ là như thế này. Cha mẹ đã làm đủ mọi thứ cho con rồi. Những việc cần làm đã làm rồi. Những gì cần giáo dạy cũng đã giáo dạy rồi. Bây giờ hãy thỉnh cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Phật Dược Sư giúp quý vị quản giáo các con. Hãy giao các con cho các ngài giáo hóa. Quý vị hãy nhất tâm tụng niệm để Phật Bồ Tát giáo hóa các con. Đức Phật Dược Sư đã từng nói rằng, ta sẽ giúp tất cả những người lầm đường lạc lối quay về chính đạo. Trong đại nguyện của Ngài đã nói rất rõ, vì vậy, khi các con vẫn còn thiếu hiểu biết hoặc phạm sai mà không chấn chỉnh ngay, chắc chắn sẽ đi lạc lối và theo con đường sai trái. Đừng nghĩ rằng các con vẫn còn nhỏ chưa hiểu biết, sau này lớn lên tự khắc chúng sẽ trưởng thành và hiểu biết. Điều này là không nhất định. Quý vị nên thành tâm thỉnh cầu Phật Bồ Tát quản giáo các con. Hy vọng quý vị nhất tâm tụng niệm cho tương lai của mình, tụng niệm cho những thế hệ kế tiếp. Đó chính là tụng niệm cho các con của chúng ta. Thay vì cho chúng tiền của, hãy tặng cát tường cho con. Như vậy mọi thứ đều sẽ được thỏa mãn. Nếu chúng chưa trưởng thành mà đã thỏa mãn về mặt vật chất, thì chỉ trong một thời gian ngắn, chúng sẽ làm cho gia đình lụi bại. Quý vị có thể lên mạng xem. Có vô số câu chuyện tương tự luôn xảy ra trong cuộc sống. Trước đây ở Đài Loan có một vị doanh nhân kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sau khi ông ấy chết chưa đầy 10 năm, người con trai đã tiêu tán hết sạch tiền tài của cải mà ông để lại. Không những thế mà còn lâm vào tù tội. Người con trai đi tù không phải vì thiếu tiền, mà là vì không học hành tử tế và làm các việc phạm pháp. Đến khi ngồi tù, không một đồng xu dính túi, nhưng xã hội đen vẫn truy đuổi và muốn giết anh ta. Trong sự đau khổ tột độ đó, anh đã tỉnh ngộ và nhận ra mình đã có lỗi với người cha quá cố. Một gia nghiệp lớn như vậy mà lụi bại do bàn tay mình, đẩy mình vào tình thế không còn chốn nương thân. Không những thế mà phải sống ẩn nấp như lũ chuột, lại còn phải ngồi tù.
Anh ấy bị đánh đập hành hạ trong suốt 7-8 năm tù giam. Trong thời gian này, anh ấy đã tỉnh ngộ, sau đó quyết tâm trở thành người chính trực, từ bỏ và sửa đổi những tật xấu của công tử giàu có trong quá khứ. Cuộc sống tù lao đã giúp anh ấy từ bỏ hết những tật xấu. Sau khi ra tù, anh ấy dốc sức làm việc và kinh doanh. Vì có đầu óc kinh doanh do gen di truyền, cộng thêm động lực của hoàn cảnh, bây giờ anh ấy đã trở thành một vị doanh nhân rất nổi tiếng của Đài Loan. Tuy đã phải ngồi tù, nhưng điều này khiến anh ấy giác ngộ. Có rất nhiều người không có cơ hội lần thứ hai để được giác ngộ, vì nếu vấp ngã sẽ khó có thể đứng dậy. Thật may mắn cho vị doanh nhân này, vì anh ấy đã đứng dậy sau vấp ngã. Vì vậy, hãy để lại cát tường cho các con. Một số bạn đồng tu muốn được giác ngộ thành Phật. Tôi muốn hỏi những ai muốn mình thành Phật, hoặc muốn được khai ngộ, hoặc muốn đạt thành tựu tu thành nhân quả thì hãy giơ tay lên. Thật tuyệt vời, xin chúc phúc quý vị. Hãy tu theo cách này. Cho dù hôm nay quý vị không niệm cho con cái thì hãy niệm cho chính mình, để bản thân được Phật quang phổ chiếu, để trái tim của quý vị tương ứng với tâm của Đức Phật. Bất cứ lúc nào, ý niệm của quý vị cũng có thể nghĩ đến tượng Phật Bồ Tát. Đức Phật xuất hiện cho dù quý vị có nghĩ tới hoặc không nghĩ tới Phật. Điều này có nghĩa là người và Phật đã hợp nhất. Đó là một cảnh giới vô cùng từ bi cát tường. Điều này rất gần với giác ngộ hoàn toàn, hoặc đang bắt đầu giác ngộ. Chỉ cần quý vị chăm chỉ tụng niệm, hy vọng rằng khi quý vị tụng niệm, xin đừng khóc lóc hoặc gào thét được không? Hãy niệm Phật bằng tất cả tế bào của quý vị với sự thoải mái, tự tại và thành tâm. Cơ thể của chúng ta có bao nhiêu tế bào? Hai tế bào sao? Không phải, đó là hai con mắt. Có hàng tỷ tế bào tạo nên cơ thể chúng ta. Tôi luôn tưởng tượng rằng tất cả các tế bào trong cơ thể đều niệm Phật cùng tôi. Tôi tự phát minh ra phương pháp này. Tôi hình dung rằng mỗi tế bào là một tôi nhỏ. Khái niệm này được tìm thấy trong nghiên cứu về di truyền học. Có thể nhân bản một sinh vật bằng cách sử dụng tế bào. Tưởng tượng như vậy sẽ dễ hơn. Khi hiểu về nguyên lý này rồi, sẽ biết rằng mỗi một tế bào chính là một thân thể nhỏ của chúng ta. Quý vị đã hiểu chưa? Vì vậy, hàng tỷ tế bào của tôi đều thành tâm niệm Phật cùng tôi. Theo cách này, một câu tụng niệm tương đương với hàng tỷ câu tụng niệm, hiệu quả cũng được nhân lên hàng tỷ lần. Rất khó để tưởng tượng đúng không? Nếu quý vị không tưởng tượng được cụ thể là có bao nhiêu tế bào, thì quý vị cứ hình dung rằng toàn vũ trụ đều là quý vị, mỗi một đốm nhỏ trong vũ trụ đều là quý vị, và tất cả chúng đều đồng thanh cùng quý vị. Hiệu quả của việc tụng niệm này sẽ vô cùng to lớn. Mời quý vị bắt đầu tụng niệm. Quý vị đã rất gần bến bờ giác ngộ rồi. Quý vị thật may mắn vì đã gặp tôi. Xin mời bắt đầu. Nam
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无。
萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨啊南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨南无观世音菩萨
thô xa nan mô quan sư thô xa nan mô quan sư sa nam mô quan sư yin phu sa nam mô quan sư yin phu sa nam mô quan sư yin phu sa nam mô quan sư Nam mô Quan Sư Yin Phú Sa 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 Nam mô Quan Sư
萨，南无观世音菩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 萨，
南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，
观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，啊，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无观世音菩萨，南无。